giờ yeah, nào chúng ta gì ạ? Chúng ta uh, đi đến câu hỏi số 36 của chúng ta. Ok. Câu hỏi số 36 của chúng ta sẽ là câu hỏi uh, cũng liên quan tới gì ạ? Đó là main purpose of the author of the passage. Tức là gì? Tức là cái gì là cái mục đích của cái uh, của cái tác giả nó mục đích của tác giả. Với cái bài mục đích của tác giả thì các bạn sẽ lại cần phải gì ạ? tìm chủ đề, các bạn phải đọc lướt tất cả cái, 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 cái câu chủ đề của đoạn, của, của bài văn đúng không ạ, sau đó các bạn sẽ phải diễn, các bạn sẽ phải à, xem rằng là diễn, xem rằng là cái, 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 cái mục đích của họ là gì, tức là nó giống kiểu là cái, cái, cái dạng main topic ấy, main topic ấy đúng không ạ, mô tả về mục đích chính của tác giả này, đúng không ạ, trình bày tóm tắt về nguyên nhân ảnh hưởng dân số già này, hay là cái gì, hay là cái gì, hay là cái gì đúng không ạ, bốn cái phương án này, thì khi mà các bạn scan nhé, thì các bạn sẽ thấy rằng là gì các bạn sẽ thấy rằng là a à, à, cái câu uh, câu chủ đề đúng không ạ câu chủ đề của cái đoạn đầu tiên people living longer and uh, in some part of the world healthier life đúng không ạ mọi người thì sống lâu hơn và điều này thì uh, represent one of the uh, The đấy century but also the đấy challenge đúng không ạ tức là gì tức là cái, cái cái việc này thì nó không chỉ là 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 có cái A mà nó còn 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 là những cái thử thách đúng không ạ B nữa đúng không ạ? nó mang lại những cái challenge B vấn đề B câu chủ đề từng đoạn các bạn phải đọc OK uh, uh, population aging các bạn sự già hóa dân số thì uh, được gọi là gì gọi là uh, nó 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 được gây ra bởi nó giống kiểu là gì nó nguyên nhân bởi cái sự giảm của của cái tỷ lệ sinh đúng không ạ và cái gia tăng của gì của cái tình sự sức khỏe và sống lâu, ấy, nhiều người sống lâu và cái tỷ lệ sinh nó giảm ấy, kiểu thế, đúng không? thì nó sẽ mang uh, uh, sẽ tạo nên cái gọi là gì population aging đúng không? À, nào tiếp theo, một trong trong vấn đề gì 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 đấy mà những cái nhà làm chính sách phải thì, uh, ok phải lưu tâm là như thế nào đấy, đúng không? ạ đúng không? ok tức là gì tức là gọi là gì gọi là những cái phúc lợi đúng không? cái phúc lợi thì giống kiểu là về hưu ấy, cái lương hưu ấy vân vân đúng không? vân vân thì ở đây thì với với bốn cái câu chủ đề này với bốn câu chủ đề này thì các bạn sẽ gì ạ các bạn sẽ thấy rằng là nó đều nói về cause and effect of aging population tức là cái cái gì cái 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 nguyên nhân đúng không ạ nguyên nhân và tác động của cái sự già hóa dân số đúng không nên là các bạn sẽ lựa chọn phương án A nên là cái dạng bài mà liên quan tới gì dạ, tới purpose of the author thì nó là cái dạng bài mà chúng ta cần phải kiểu đọc các cái câu chủ đề và hãy tìm xem rằng là họ muốn gì, họ cơ, tự, tự, họ nhằm mục đích gì, đúng không ạ? Nhằm mục đích gì? Hay nói khác là chúng ta tìm câu chủ đề, đúng không ạ? Câu số 37 này, as mentioned in the first paragraph, the following aspect will be influenced by the aging in society except uh, Ở Trình bày đoạn, đoạn 1 này, như trình bày đoạn 1 thì yếu tố nào sẽ ảnh hưởng bởi cái sự giàu hóa dân số trong xã hội? Đúng không ạ? Uh, Yeah, ok tức là gì những yếu tố nào sẽ bị ảnh hưởng và, và những yếu tố nào không các bạn phải lựa chọn yếu tố nào không bị ảnh hưởng đúng không ạ không bị ảnh hưởng thì khi các bạn khi các bạn mà scan ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ nó sẽ có một đoạn đúng không nó sẽ có một đoạn uh, các cái từ khóa của ta yeah, yeah, nó sẽ hướng ta đến một cái đoạn có mật độ cái từ khóa đấy nó lớn chọn đoạn đấy đúng không sau đó các bạn sẽ loại trừ đi các bạn sẽ loại trừ đi ok Ví dụ như là gì? Ví dụ như là cái từ là uh, sustainability of families thì nó bằng là gì? Đó là stable bread of family này. Các loại trừ đi. Đúng không? Rồi là gì? Rồi là resource of, uh, of older decision and international relation này. Uh, disease uh, yeah, vân vân này. Thì nó chính là gì? Nó chính là cái medical care. Medical care. Yeah, uh, và cái 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 này này gọi là gì? Social welfare. Tức là cái phúc lợi xã hội ở uh, đây self service tức là gì ạ tức là về mặt uh, mà về medical care nên là nó chả liên gì liên quan đến technology cả Thì sẽ loại trừ cái là uh, các bạn sẽ phải chọn phương án technology achievement đúng không? những thành tựu về công nghệ đúng không nó chả liên quan gì cả đúng không Ok, nào chúng ta sẽ đi đến câu hỏi số 30, 38 nhé hai là, uh, what can be inferred from the second paragraph tức là đoạn 2 này các bạn sẽ có thể suy luận là điều gì Đúng không? với cái bài suy luận này thì các bạn lại phải gì ạ uh, với, với cái dạng bài này thì các bạn uh, ở trong câu hỏi của nó sẽ không có cái keyword gì cả Đúng không? không có keyword gì cả nên đồng nghĩa với việc là các bạn phải scan keyword trong tất cả bốn cái phương án này nên, nên đây là cái câu mà nó sẽ mất thời gian của ta nhiều nhất và nếu trong bài thi các bạn nhớ là các bạn làm ở cuối nhé Uh, thì là diện thì uh, các bạn sẽ scan nhé scan từng câu một xem keyword đó từng câu một đọc cả đúng ạ ok đó thì các bạn sẽ gì ạ? các bạn khi mà các bạn đọc ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là có phương án đó là phần c đó là cái tỷ lệ sinh thì không 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 đủ để có thể bù được cái được cái số lượng người già đúng ạ nên là có một câu đó là gì ạ? đó là decline the uh, in the uh, a uh, fertility, đúng không? fertility is an improvement in health and longevity. Thì cái này á uh, yeah, tức là gì? Ấy? Tức là cái này nó giảm này. Yeah, ok nhưng mà cái gọi là health and longevity thì nó tăng này. Đúng không? Nên là các bạn sẽ phải gì ấy? Nó sẽ đồng nghĩa gần như là gì ạ? Infer tức là các bạn tìm cái 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 mà nó đồng nghĩa, nó sẽ cùng ý nghĩa tức là nó diễn đạt khác hoặc là nó, nó tóm lại là nó sẽ nó tương tự ý nghĩa như nhau. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có gì ạ? Có phương án đó là phần C nhá. À, nên là các bạn sẽ cần phải scan cả bốn cả bốn cái này cả bốn cái này scan A đọc trước xong loại đi scan scan B đọc xong loại đi đúng không ạ và các bạn lưu ý là khi mà scan thì các bạn hãy chọn những cái câu nào mà nó dễ scan dễ scan tức là nó nó là những thông tin mà mà nó detail nào nó, nó chi tiết ví dụ như là tên người rồi là con số này vân vân đúng không ạ OK để các bạn có thể là scan tốt hơn đúng không ạ OK đó là một số kinh nghiệm khi, khi scan nhé. Nào câu số 39 chúng ta What does the, the word this in paragraph 3 refer to? từ this này thì nó sẽ ám chỉ cái từ gì đúng không? Ok nào chúng ta sẽ nhìn vào cái cái câu đấy uh, Over several decades in the latter part of the dimensions of developed nation lower the officers aid at which people become fully entitled to public pension benefits Tức là gì ạ? Tức là À, trong một uh, vài các cái uh, uh, trong khoảng thời gian nào đấy đúng không ạ thì rất là nhiều những cái quốc gia mà gì ạ mà uh, gọi là more developed country để phát triển này thì họ lower cái official age tức là gì ạ tức là họ giảm cái uh, yeah, all, all official at which people become fully tức là họ giảm cái tuổi kiểu, kiểu tuổi về hưu ấy tức là cái cái tuổi mà gì ạ? mà họ fully entitled by public pension benefit tức là hoàn toàn là là sống một phúc lợi xã hội ấy, điều này điều này thì điều này chính là cái gì? Điều này chính là cái điều vàng vàng này này. Họ lower cái này này. Đúng không ạ? Nên các bạn phải tìm một cái nào nó đồng nghĩa với với cả với cả bốn phương án này đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chỉ có phương án B đó là reduction of the uh, official age entire pension, tức là gì? Ạ? Cái sự giảm cái 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 sự giảm nó bằng từ từ lower này, lower thì bằng là reduce, reduction này, này giảm này, này. Đúng không ạ? Rồi là các cái sau thì nó sẽ nó sẽ tương tự như thế rồi. Nên là các bạn gì các bạn sẽ như, nếu mà cái, với cái dạng bài mà có thể this hoặc là there or them ở đây thì hãy đọc cái đoạn trước nó và hãy lựa chọn cái cụm từ ấy. Cụm từ làm sao để cho nó tương đồng nhất với cả cái 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 phương án đúng không ạ? Dạ kiểu thế đúng không? Nên là các bạn sẽ lựa chọn phương án đó là phương án B. OK. Uh, OK. Nói tới câu nào thì thầy cũng dịch một chút đúng không ạ để cho chúng ta có thể nắm được ý nghĩa và học từ mới. Câu số 40 the word uh, eligible in paragraph three is closest meanings to. Cái từ này thì đồng nghĩa với từ gì đúng không ạ? Thì uh, với bài đồng nghĩa thì như các bạn biết rồi, ta hãy gì ạ? Xem rằng chiều nghĩa của nó là gì. One common reform has been to raise the age of average workers. À, eligible for full public pension benefit. <laughs> một trong những cái reform à, Nó giống kiểu chính sách ấy phổ biến ấy, là đúng không? là tăng cái tuổi mà ở đó những người lao động này thì như kiểu là có thể hoặc có đủ điều kiện để hưởng à, 100% đúng không ạ, 100% phúc lợi xã hội ấy, đúng không ạ, ok. Nên là là cái từ này nó giống kiểu là gì? Nó giống kiểu là là kiểu có tiêu kiểu đủ điều kiện đúng không ạ đủ tiêu chuẩn đủ tiêu tiêu chuẩn đấy kiểu thế đúng không ạ thì các bạn sẽ các bạn sẽ lựa chọn đó là gì nhỉ đó là cái phương án đó là phương án a à, đúng không ạ đó là entitled entitled có nghĩa là gì đủ điều kiện đủ tiêu chuẩn ok đó các bạn sẽ học thêm từ mới nữa nào chúng ta sẽ đi về câu hỏi tiếp theo của số 41 theo đoạn 3 thì which of following assessment of the LOH societal insurance program cái keyword của ta sẽ là gì ạ? Sẽ là OA Social Insurance Program Đúng không ạ? Các bạn sẽ scan thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? À, ok, ở đây OA Social Insurance Program Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ sẽ, sẽ, sẽ sẽ đọc đúng không ạ? Các bạn sẽ scan và đọc đúng cái đoạn đó Ok, thì các bạn gì ạ? Các bạn sẽ so sánh thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Các bạn sẽ thấy rằng là gì? Nó sẽ có một cái là increase the contribution increase the contribution uh, by worker tức là gì ạ? Tức là như, như kiểu là gì? Như kiểu là những cái những cái người lao động người ta phải đóng góp nhiều hơn ấy phải khuyến khích phải gia tăng vân vân thì cái từ cái từ increase này này cái, cái cái từ increase này này thì nó giống như là encourage encourage tức là khuyến khích ấy khuyến khích đúng không ạ thì ở đây chúng ta có thể khuyến khích này những người già này đóng góp nhiều hơn cho kinh tế này thì nó đồng nghĩa về gì ạ là increase the contribution by worker by worker tức là cái worker này người ta sẽ gì người ta đóng góp nhiều hơn cho cho nền kinh tế đúng không ạ thì các bạn gì các bạn sẽ uh, tìm ra tìm ra cái thông tin và các bạn sẽ so sánh cái thông tin trùng nhau thì các bạn sẽ lựa chọn thôi đúng không ạ à, câu này các bạn sẽ lựa chọn phần b nhé ok uh, chúng ta đi vào câu hỏi số 42 mươi Ok, cái từ này đúng ạ. Ok, manifested, uh, manifested in plasma paragraph could be best replaced by. Vẫn là tìm từ đồng nghĩa, đúng ạ. Vẫn tìm từ đồng nghĩa. Thì, à, cái từ từ đâu? Uh, in more developed country, this has the, uh, đấy, day, đúng ạ. As the bean pulp family of very is essential of structure characteristic by uh, gì đấy uh, là ở trong một số các quốc gia phát triển hơn thì điều này bản thân nó cũng được uh, như chắc là thể hiện hay là như, uh, ok thể hiện qua một cái một cái một một cái loại hình gia đình gì như thế nào đấy đúng không ạ ok thì là gì ạ? thì là các bạn gì ạ? các bạn sẽ uh, khi mà các bạn mà mà mà, mà như, 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 uh, hình dung gì đó điều đó đúng không ạ thì các bạn biết là gì ạ? các bạn biết là nó sẽ được biểu thị nó được chứng minh Yeah, ok thì các bạn nhớ rằng là cái cái, cái từ này, này nó đồng nghĩa với với cái từ đó gì? demonstrated. Demonstrated tức là chứng minh. thể hiện đúng không ạ? Nó được biểu thị, nó được biểu hiện. Biểu thị đúng không ạ? Thông qua một cái một cái đối tượng nào đó đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng dùng từ là từ, từ gì gì? Từ demonstrate, từ demonstrate đúng không ạ? Ok, đó là câu hỏi số 42 nhá. Thank you. Câu hỏi số 43 của chúng ta liên quan tới là uh, sentence that's closest to meaning <laughs> Hãy lựa chọn một cái câu mà có đồng nghĩa đúng không, có câu đồng nghĩa Tom deny breaking the teacher's lap laptop Tức là gì, tức là anh, anh anh ta phủ nhận việc này, anh ta phủ nhận việc này Deny tức là phủ định Phủ nhận Cái việc mà đã breaking the teacher's laptop Đúng không ạ, thì chúng ta gì ạ, chúng ta uh, No I refuse Tức là gì, từ chối đúng không ạ, từ chối No, I didn't intend to. Tôi là không, tôi không có ý định làm việc đó. It is not I who broke the teacher's laptop. Tức là không phải tôi. Không phải tôi người đã làm vỡ, làm hỏng cái máy tính của teacher. Đúng không ạ? Ok. Uh, thì các bạn biết là gì À, ở đây là anh ta phủ nhận được nó thì chỉ có phương án C là phần phủ nhận thôi. phần C là phần phủ nhận thôi. It's not I who cộng với cả uh, cái cái cụm từ đó. the broke his teacher's laptop. Đúng không ạ? Okay, it's not uh, Nhiều bạn là tại sao không nói It's not me It's not me Các bạn nhớ là ở đây là who nhá Who là một À hai cái này là, ta chủ ngữ của động từ broke này nè Ai này, who này Cái này nó phải là cùng một chủ ngữ Nên nó phải là ai không phải là me đâu nhá Ok Đó Nào câu số 44 chúng ta này No other students in his class uh, is as uh, successful as Pat không 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 một cái học sinh nào trong lớp mà thành công như là Pat cả. Không, thì chắc chắn là Pat sẽ là một cái người như thế nào thành công nhất rồi đúng không ạ? Ok cái 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 câu này thì khá là đơn giản đúng không ạ? Ok thì các bạn chỉ lựa chọn phần B thôi đúng không? không ai thành công hơn anh ta thì anh ta là người thành công nhất rồi, đúng không ạ? Ok ừ, nhưng mà cái câu này thì thấy, thấy rằng là nó cũng hay gặp đấy nhá. No other gì đấy y xong là cộng so sánh bằng thì dạ thì thì, thì thì cái phương án sẽ là gì nhất đúng không ạ? Nhất Ok, không ai bằng, không ai bằng thì nó nhất, thế thôi, ok Now câu số 45 này To let uh, Harold join our new project was as he knows little about our company Tức là để anh này, anh tham gia vào dự án mới này là một cái điều uh, Không hợp lý đúng không ạ, một cái điều không hợp lý Bởi vì anh ta biết rất ít về công ty, bởi vì anh ta biết rất ít về công ty Nhạ, thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ có bốn phương án này. Bốn phương án đều đều liên quan tới một cái dạng đó là gì ạ? Đó là hoàn thành đúng không ạ? Thể hoàn thành của động từ thiếu. Và các bạn nhớ nhé, các bạn nhớ là dạ, uh, uh, yeah, chúng ta có từ could have a verb P2 này, should have a verb P2 này, rồi là gì ạ? Rồi là must have a verb P2, would have có verb P2. Ta phải hiểu ý nghĩa của nó đúng không ạ? Các bạn nhớ lại ý nghĩa của nó. Should have a verb P2 là lẽ ra là nên làm. Lẽ ra là nên, còn shouldn thì lẽ ra là không nên. Bởi vì sao? Bởi vì anh này anh ấy biết rất ít về công ty của chúng ta nên là lẽ ra là chúng ta không nên cho anh ta join vào dự án mới này. Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ, sẽ lựa chọn phương án phần C, we shouldn't have allowed. Đúng không ạ? Tức là cái cái điều đó là một điều không nên. là một điều không nên was silly. Was silly. Đúng không ạ? Ok, was silly. Ok, thì các bạn sẽ lựa chọn phương án phương phần C, lẽ ra là không nên, nhớ nhá. Should hẹn verb với hai là lẽ ra là nên còn shouldn't have verb với hai tức là lẽ ra là không nên làm việc đó nhưng mà họ đã làm rồi ở lẽ ra là không nên làm đúng không ạ kiểu thế ok <laughs> nào câu hỏi số 46 liên quan tới sửa lỗi sai <laughs> the Angkor complex represented the entire range of Khmer uh, uh, art of form the night to the đây thì cái thì cái, cái khu Angkor này đúng không ạ cái 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 khu Angkor này đại diện cho toàn bộ những cái gọi là gì gọi là cái 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 nghệ thuật của Khmer từ thế kỷ thế kỷ nào đến thế kỷ nào đấy đúng không ạ thì các bạn sẽ gì các bạn sẽ thấy rằng là à cái này nó các bạn sẽ xem rằng là à uh, 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 các bạn sẽ giả soát nhé các bạn giả soát nhớ trong cái dạng sửa lỗi sai này là mở đầu các bạn phải phân tích ra là xem là cấu trúc chủ ngữ của nó nằm ở đâu sau đó sẽ giả soát từ thành phần một ví dụ như là the anco convex thì thì không 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 không, không. À đây gì rồi bây the đúng không ạ à, nó là xác định đúng không ạ một cái khu khu anco đúng không ạ khu anco này represented thì các bạn sẽ thấy ở đây nó là bị động mà bị động thì nó là uh, chủ chủ động hay là bị động đúng không ạ ok đấy sau đó là gì ạ? the entire range of uh, the art này, này đúng không ạ tức là gì nhỉ tức là nó là đại diện uh, cho cả một cái ABC gì đấy đúng không ạ? Tức là nó sẽ là tân ngữ đúng không? Vậy thì cái tân ngữ này nó đúng hay không? Xong là gì ạ? Xong là from the này, đây là cái trạng ngữ này nó đúng hay không? Ok, ok. Nên là khi mà các bạn giả soát ấy, như này ấy, thì các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ thấy rằng là à uh, cái này là nó đại diện cho nó đại diện cho nên là nó sẽ là một cái sự thật hiển nhiên tức là lúc nào nó cũng sẽ như thế chứ không phải là quá khứ nó đại diện cho còn bây giờ nó không đại diện cho Đúng không à, đúng ạ? À. Nên là ở đây là các bạn sẽ phải dùng thì hiện tại đó là hiện tại đơn để diễn đạt một cái sự việc một cái kiến thức chung. Đây là một cái kiến thức chung nhá, chứ không phải là là họ mô tả rằng trong quá khứ nó đại diện cho nhưng bây giờ nó không còn nữa. Ok, nó không đại diện nữa đúng không à. ạ? Thì các bạn sẽ phải dùng dùng là nó gì nhỉ? Đó là hiện tại đơn. Đúng không à, ạ? Hiện tại đơn. Nên là cái uh, represent t -t -t này đúng không à. ạ? Thì bạn phải chuyển về là represents, đúng không à, Represents, đúng không à. ạ? Đó là hiện tại thường hay đơn, các bạn nhớ nhé. Nên nhiều bạn là cứ khoảng thời gian trong quá khứ là quá khứ đơn là không phải, đúng không? Mà bạn đó là một kiến thức, đúng không? Đó là một kiến thức chung, đúng không? Hay là một sự thật hiển nhiên. <laughs> OK, tiếp theo câu số 47 The special attention needs for the development of uh, ecotourism and local people should have involved themselves in the protection of the Uh, properties. Uh, tức là gì nhỉ? tức là có một cái gọi là gì? có gọi là một cái sự quan tâm đặc biệt uh, cần cho cái sự phát triển của cái này đúng không? và cái người địa phương này thì cần phải tham gia bản thân của họ tham gia vào cái quá trình đó là bảo vệ những cái di sản vân vân, ạ? thì là gì? thì các bạn các bạn sẽ thấy rằng là gì? các bạn sẽ, sẽ thấy rằng là ờ uh, ạ? Yeah chúng ta sẽ giả soát nhé chúng ta sẽ giả soát nhé cái này needs ở đây là nó là chủ động hay là bị động các bạn biết là gì giữa động từ thì nó thường sai ở chủ động hay bị động này sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ này thời thi này đấy các bạn sẽ soát loanh quanh nó chỉ sai ở mấy cái chỗ này thôi đúng không ạ ok thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là gì các bạn sẽ thấy rằng là à các bạn phải cần phải chủ sử, sử dụng thể bị động chứ không phải là chủ động tức là cái sự quan tâm này là cần thiết tức là người ta cần phải quan tâm tới cái tới 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 đó đúng không ạ thì là các bạn các bạn phải là need các bạn phải gì nhỉ các bạn phải chuyển thành là is needed tức là một cái sự quan tâm đặc biệt là rất là cần thiết is needed đúng không ạ chứ không phải là cái sự quan tâm này nó cần cần cái gì cả nó không thể chủ động được đúng không ạ thế ở đây các bạn sẽ phải sử dụng phương án đó là phương án a à, đó là need đúng không ạ ok đó là câu hỏi số 47 mươi Uh, câu hỏi tiếp theo của ta đó là gì đó là a country to that uh, paper claim they are not going to reconstruct the ancient houses tức là gì đó, tức là trái ngược với cái điều a gì đó thì họ không họ không xây dựng lại những cái ngôi nhà uh, như kiểu là cổ, cổ xưa ấy đúng không ạ OK ngày xưa cổ cổ xưa đúng không OK thì là gì đó? thì là trái ngược lại với với những gì chắc là trái ch ngược lại với, với cái điều a với những cái gì này thì các bạn nhớ rằng là gì các bạn nhớ rằng là cái từ dát này này yeah, cái từ cái từ dát này này thì nó sẽ bắt đầu uh, nó sẽ bắt đầu một cái mệnh đề danh danh từ đúng không? mệnh danh từ nên là gì nên là các bạn ở câu này là phải trái ngược lại với những gì chứ không phải là trái ngược uh, với với cả cái cả cái điều này nên là ở đây cái từ dát này các bạn phải chuyển về là what Yeah, ok, tức là control uh, contrary to what the paper claim. Chứ không phải là gì ạ? Chứ không phải là chúng ta sử dụng là gì ạ? Uh, là 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 rát được. Đúng không ạ? Đúng ok. Nên là gì ạ? Nên là cái cái câu này các bạn sẽ phải sử dụng nó là gì Đó là à, phương án A, uh, that và phải chuyển về là what, đúng không What. Ok. Câu số 49 của chúng ta. Câu số 49 của chúng ta sẽ như sau dạ uh, yeah, các bạn sẽ phải uh, kết hợp đúng không ạ kết hợp đúng không ạ thì là gì ạ fast food restaurant attract students they offer the toys and the party atmosphere tức là gì ạ tức là cái những cái cửa hàng ăn nhanh này thì sẽ thu hút như như trẻ em này họ offer những cái đồ chơi và những cái không khí rất là sôi động mà tiệc tùng đúng không ạ ok vân vân thì là gì ạ thì là các bạn sẽ phải gì nhỉ uh, cái cái thu hút này này nó là một cái mục đích đúng không ạ chỉ mục đích các bạn nhớ rằng là cái cách để chúng ta xem là hai cái này nó kết hợp với nhau như nào là bạn phải xem cái mối quan hệ của nó như nào mối quan hệ của nó như nào thì chúng ta mới mới có thể kết hợp được nó đúng không ạ đúng không? vậy thì gì vậy thì các bạn sẽ gì các bạn sẽ xem rằng là à vậy thì chắc chắn là cái mối quan hệ của đằng trước nó là mục đích của cái việc đằng sau này rồi ok tức là tức là để mà thu hút đúng không ạ thì các bạn sẽ gì với cái cách suy luận đó thì các bạn sẽ lựa chọn dễ dàng được phần c để mà thu hút cái này thì họ offer những toys and party atmosphere đúng không ạ ok đó đó là mối quan hệ còn đây là không phải là điều kiện hay là không không bằng uh, tức là gì không 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 phải là gì thời gian vân vân yeah, ok nên, nên, là các bạn sẽ lựa chọn phần C nhá câu số 50 mươi của ta smoking is unhealthy it also costs uh, government billions of dollars in healthcare costs <laughs> tức là gì ạ Hút thuốc lá thì rất là có hại sức khỏe và nó còn như này nữa Thì hai cái này nó, nó cùng mang chiều hướng ý nghĩa là mang à, Nó 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 thể hiện cái sự tiêu cực của cái việc là hút thuốc lá Đúng không ạ? Đúng không ạ? Ok Thì các bạn sẽ, sẽ phải xem rằng là cái nào nó mang thể hiện được cái chiều hướng ý nghĩa đấy Chiều hướng ý nghĩa đấy Thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Not only smoking healthy but also it cost Ở đây là not only but also là thể hiện cùng chiều hướng rồi Và ở đây là not only đứng đầu thì nó sử dụng là đảo ngữ Đúng không ạ? Đảo ngữ Not only is, yeah, okay. Nếu mà nếu bình thường phải là gì? Smoking is not only unhealthy but also Cause gì đấy đúng không ạ? Okay. Nhưng mà ở đây là họ dùng đảo ngữ khi mà đảo cái not only lên đầu. Nên các bạn sẽ lựa chọn dễ dàng được phần nó phần A nhé, phần A. Yeah, okay. Các các bạn sẽ có một số cấu trúc ở đằng sau đúng không ạ? Nhưng mà chỉ cần là xác định được mối quan hệ giữa ý nghĩa của hai cái mệnh đề đấy, hai câu đấy là chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp được nó một cách dễ dàng rồi, đúng không ạ? Ok, chúng ta đã kết thúc cái đề số 1 và à, hy vọng rằng sau đề số 1 này các bạn à, làm được nhiều câu và những câu sai chủ thì chúng ta cũng có thể gì ạ? Các bạn cũng có thể là rút ra được những cái kinh nghiệm và những cái những kiến thức mà chúng ta ổn lại nhất định. Đúng không ạ? Và chúc các bạn à, học thật tốt và hẹn gặp lại các bạn vào đề sau.